đến nhà của Mary ở Maryland, nhưng mà Flaco đã đi lưu diễn ở Pennsylvania và New Jersey, cũng giống như New York thì Flaco đã có ghé nhà của Mary ở bên Pennsylvania một lần, hai lần nhỉ? Dạ, hai lần hay một lần? Dạ, một lần ạ. Đấy, nhà cô Mary ở bên đó thì thật sự là quý vị biết rồi, cô Mary thì lúc nào cũng ở bên đây. Cho nên là có một lần thì cô Mary bảo là bảo với bé Tâm là nếu mà các con có đến thì muốn đến thì đến nhà cô ngủ luôn cũng được. Cô không có ở đó nhưng mà các con cứ tự nhiên. Con cảm ơn cô Mary thật nhiều ạ. Trượt mắt bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn nhớ màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn nhớ.
màu áo ấy.